hải nam tôi không ngờ anh là con của ông khải hải nam chính anh là, là gián điệp anh đã phản bội lại công ty và làm mất niềm tin của tất cả mọi người hải nam chúng tôi ghét anh chúng tôi ghét anh chúng tôi nghi ngờ anh chúng tôi thua anh anh không em... à đơn anh nam anh nam sao vậy anh nằm mơ hả em à anh sợ lắm đừng có bỏ anh nha đừng có bỏ anh mà ừ. anh mơ thấy cái gì vậy anh mơ thấy mọi người xui đuổi anh Là bởi vì anh là con trai của ông ta Không có đâu Chỉ là mơ thôi mà Người ta nói á, mơ thấy điềm dữ Tức là có điềm lành đó Em à Anh muốn là từ nay về sau Mình đừng có tranh cãi với nhau nữa nha Em biết không Là tại vì dạo này công việc của anh nhiều quá Cho nên anh không có thời gian chăm sóc cho em ừ. Em đừng có giận anh nha Em biết rồi Thôi ngủ đi anh nha Ngủ đi em à ừ. anh muốn bàn với em một gì chuyện gì anh anh tính xin thôi việc sao tự nhiên anh muốn thôi việc là bởi vì anh muốn đưa mẹ và em đi chơi em có biết là vì sao anh học ngành du lịch không ừ. hồi đó mẹ anh nói là ba anh đã mất rồi nhưng mà anh không tin anh tin là ba anh vẫn còn sống chính như vậy mà anh học ngành du lịch anh muốn đưa mẹ anh đi khắp thế giới để tìm ba tuy là không biết tung tích gì hết <laughs> nhưng mà cuối cùng bao nhiêu mơ ước kết quả là ông ta là ba của anh và anh nghĩ ông ta sẽ không bao giờ để yên cho mẹ con anh đâu với lại anh cũng muốn đưa mẹ và em đi du lịch mà đi du lịch thì lúc nào đi mà chẳng được cần gì phải nghỉ việc rồi mới đi du lịch anh anh suy nghĩ kỹ rồi anh và em sẽ cùng xin nghỉ ở đó chúng ta sẽ đi du lịch, nghỉ ngơi một thời gian. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm một công việc ở chỗ phù hợp. Anh muốn là đưa ba em và mẹ anh đi chơi cho khoai khỏa. Sau đó mình về, mình tìm công việc khác mình làm. Ừ. Tạm thời biết vậy trước đã. Từ từ rồi em suy nghĩ nha. Ừ. Giờ mình ngủ đi anh. Con có thể cho chú biết lý do được không? Dạ, con... Chắc con về làm việc chung với ba của con hả? Ông ấy không phải là ba của con. Ba con đã chết rồi. Lúc con còn nhỏ rồi. Là... Nếu không phải vì lý do con về làm việc chung với ba con, thì chú không chấp nhận đâu. Hải Nam à, con có nhớ cái ngày làm việc đầu tiên mà con đến đây không? Khi mà chú chấp nhận con thì con đã nói những gì? dạ con nhớ chứ con nói là con muốn mang màu cờ sắc áo của việt hà tôi bây giờ thì con cầm cái đơn này về con sẽ cần đến rất nhiều thời gian hai nam à chú rất là tin con con cảm ơn chú alo tôi đã nói với ông đừng bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa và cũng đừng bao giờ làm phiền mẹ con tôi nữa tôi xin ông đó à. 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 dạ dạo này gia đình của con có nhiều chuyện bất an quá con muốn đến đây nhờ sư thầy cầu bình an cho gia đình của con mô phật thí chủ hãy ghi tên gia đình vào đây rồi quý sư sẽ tụng kinh cầu an cho nha dạ mô phật xin lỗi sư thấy thí chủ có vẻ buồn quá công việc gia đình như thế nào có thể cho sư biết được không Dạ thưa thầy Dạo này gia đình của con có nhiều chuyện buồn lắm Chồng của con không muốn nhận lại người cha đã thất lạc nhiều năm Bởi vì ông ấy chính là người gây nên nỗi bất hạnh cho mẹ con anh ấy Và bỏ anh ấy từ rất là nhỏ Giờ này anh ấy còn hay gặp ác mộng nữa Anh cũng không muốn đi làm việc luôn thầy ơi Con rối lắm Bây giờ con không biết phải làm sao nữa thầy Thí chủ hãy nên bình tĩnh lại Chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được thôi mà chú ấy như thế nào đối với người cha của mình thế chủ nên khuyên anh ấy vì tình nghĩa tử mà không thể nào không nhìn nhau được dù gì thì cũng là cốt nhục con hãy nên nói với chú ấy là phải suy nghĩ lại tại vì chú ấy cũng sắp sửa là một người cha và cũng trong hoàn cảnh đó thì thế nào chú ấy cũng sẽ hiểu được mà thôi Sư nghĩ con nên kêu cậu ấy vào chùa Có gì gặp sư Dạ Dạ con xin cảm ơn thầy Thưa thầy con về Dạ thế chủ con chờ về thầy. Làm sao đi cục ơi Rốt cuộc mẹ đang giấu bí mật gì đây? Sao rồi? Ông về tới nơi chưa? Tôi đang đợi em gái của ông nè. Ông đang ở đâu vậy? Tôi đang ở Đà Lạt. Không khí ở trên đây rất là ok để giảm stress. À, mà chuyện tôi nhờ ông á, sao rồi? Tại vì nơi đó tôi từng xuất hiện nhiều rồi Bây giờ mà tôi tới nữa người ta sẽ nghi ngờ Nên phải nhờ tới ông Ông ráng giúp tôi nha Không vấn đề gì đâu à, Nếu mà có kết quả tôi sẽ báo cho ông sớm Ông phải nhanh chóng trở về công ty sớm đi nghe Nếu mà có nghi vấn gì á Thì càng không được để sơ hở vào lúc này nghe Ông làm rồi Đây cũng là cơ hội tốt Để tôi có thể đứng ở bên ngoài quan sát mọi chuyện mà Dễ gì được cơ hội giống như vậy <laughs> Nói vậy thôi <laughs> Ừ Chứ chiều nay tôi cũng phải bắt xe về Sài Gòn mà Ok gặp lại sau Ok Có gì gặp sau Bye bye ừ. À. <cười> <cười> anh <cười> Anh Anh về hồi nào vậy Hả? <laughs> anh mới về đột xuất sáng nay thôi <laughs> Sắp xếp đồ đạc xong là anh tới với em liền nè <cười> <cười> Thích quá à Ủa bạn về được bao lâu Cũng đủ lâu để lấy lòng em minh của em đó là anh được về luôn hả ừ anh chuyển công tác về đây luôn rồi à, Thật hả <laughs> em mừng quá à. đi đâu á đến chở đi à nhưng mà ba mẹ có nhà không đến vô chào một tiếng chứ thôi được rồi mẹ á thì có ở nhà nhưng mà ba em á thì đi từ sớm rồi từ cái ngày mà anh hai nghỉ phép á ngày nào ba em cũng phải đi làm sớm hết trơn á không phải là anh ba của em về làm việc rất tốt sao ba của em còn lo cái gì nữa em cũng không biết nữa em thấy hả ba càng lo lắng nhiều hơn đó cái hồi mà anh hai còn ở đây á thì ba còn tranh luận có khi là tranh cãi còn à. bây giờ á ba có ý kiến gì là anh trung cũng đồng ý hết trơn á Ngày cái em còn mất hứng huống gì là ba thôi được rồi đi thôi gặp em á lúc nào cũng nói quá trời à anh nói con câu em nói quá trời <cười> đi <cười> Thôi đi em, đừng có đi lại nữa, không có tốt đâu. Bác sĩ nói là em phải càng đi như vậy thì mới càng tốt nè. Em cũng mệt thấy mồ luôn nhưng mà phải ráng đi như vậy, mai mốt mới dễ sinh. Thôi đi như vậy đủ rồi, ngồi xuống đi. <laughs> Sao? Mấy bữa nay làm việc văn phòng có tốt không? Tốt mà. Em quen mà đâu có gì đâu. Mấy bữa nếu mà em không đi tour thì em cũng ở lại công ty em làm mà tốt nhất là bây giờ ngồi làm việc ở văn phòng đi đừng có chạy lăng xăng nữa sau này mà em xin xong rồi đó nếu như mà em thích đó thì mình vẫn đi tour tiếp thôi ờ à, bây giờ là anh nói vậy thôi còn mấy mốt là em chưa biết rồi nha <laughs> anh ừ? anh còn nhớ có lần em hỏi anh về cái việc gửi hài cốt ở chùa không ờ à, có một du khách gọi hỏi em hả à? không phải hôm nay em đi chùa em thấy mẹ nè Em thấy um, mẹ đứng trước một hũ hài cốt. Um, hình như là mẹ có gọi con ơi, con ơi rồi mẹ còn khóc nữa. Em cứ thắc mắc mãi, không biết hũ hài cốt đó là ai mà mẹ lại gọi là con. Ờ, anh chưa bao giờ nghe mẹ nói đến chuyện này hết á. Với lại mẹ chỉ có một mình anh thôi mà, làm sao có một người con nào khác được đâu? Có khi nào uh, mẹ có một người con nào đó trước anh không? Ờ. Không. Không thể nào. Em thử nghĩ coi Sao ông ta Thì mẹ không còn yêu ai nữa hết đó Thì làm sao anh có anh trai hay là em trai nào được Đúng không ừ, Cũng đúng ha ờ, Nếu vậy thì uh, Chắc là người con của một người bạn thân nào đó của mẹ ha Cũng không thể nào Mẹ sống trên đây có một mình thôi mà Làm sao có bà con hay là thân thuộc gì được Ờ à, Không có thì thôi Anh đừng có nói cho mẹ nghe nha Mắc công mẹ nói em tò mò đó ủa chào mẹ hả <laughs> biết rồi không có nói đâu chú con chào chú chào chú. À, chào con chào chú. kêu cô hiền lên phòng giám đốc gặp tôi dạ trước sau gì mày cũng là của tao thôi Vô đi Dạ anh gọi em ạ à. Cô làm gì lâu dữ vậy Báo cáo quý vừa rồi tôi kêu cô làm hôm qua Đã làm xong chưa Dạ anh ơi vì chi tiết quá nhiều Nên em không thể làm hết trong một ngày được ạ à. Cô đừng có diễn có gì hết Tại sao hôm qua cô không nói với tôi á Là cho cô thời gian bao lâu đi Cô định bắt tôi chờ tới bao giờ Hả cô làm được không được thì nghỉ Đâu phải vô công ty để nhiều chuyện rồi lãnh lương đâu Dạ 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 em Tại vì những người lề mà như cô á Nên tình hình công ty lúc nào cũng dày trễ hết Cô đi làm gì đi Nhớ lên à, Dạ Chịu gửi lại cho tôi nghe chưa <laughs> Rồi các người cũng phải phục tùng tôi thôi <laughs> Coi kỹ cái lịch trình này Có gì không hiểu thì hỏi lại tôi à, Em xin lỗi chị có chuyện gì nữa vậy tức chịu không nổi à nữa vậy? mới lên thay thế anh huy mà đã lên giọng hách dịch rồi anh ta tưởng mình là ai chứ chỉ là thay thế tạm thời thôi mà vậy mà nghĩ mình là ông hoàng chắc nhưng mà chuyện gì vậy chị bộ anh ba nổi nóng với chị hả ờ à, 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 không không có gì đâu <laughs> vậy thôi em đi trước nha Bye bye mọi người à mà có đấy ờ. có gì phải sợ chứ nếu em thích á em về cứ mét với anh ta đi loại người đấy á chị không có thích đâu hôm qua anh bảo chị làm bản báo cáo thống kê tour của quý vừa rồi nhưng mà lại không gia hạn thời gian cho chị đến bữa nay á tự nhiên bắt chị nộp à bộ anh ta tưởng chị là thánh chắc ạ à? số lượng tour cả quý đâu có ít đâu thống kê chi tiết á phải mất cả ba bốn có khi cả tuần á vậy mà tự nhiên á lại la lối chị Bộ anh là chị thiệt hả Không những la mắng chị Mà anh ta còn xúc phạm miệt thị chị nữa Sao vậy Chắc chị? là anh ta đang tức giận chuyện gì Nên mới đổ lên đầu bà Tôi bị hoài chứ gì Tức giận gì chứ Có tức á Thì cũng không được đổ lên đầu nhân viên Kiểu quản lý như vậy á Không bằng một góc của anh Huy Trời ơi Lại chờ cho anh Huy về sớm đi Không thì còn chết mất <laughs> Nè Làm gì tụ tập ở đây vậy công ty hay cái chợ thôi đi làm đi đi làm gì đi tại sao vậy dạ. không thích lãnh lương hả dạ. nè có chuyện gì ngoài đúng này đúng mà la lối không xong vậy để cho sếp ký đi anh ra coi nhân viên của anh kìa cho tôi. làm việc không lo làm việc đứng nhiều chuyện ở đây công ty chứ đâu phải cái chợ thôi được rồi tôi nhắc nhở mọi người cho nhớ nhắc nhở đó dù sao anh cũng là người có trách nhiệm mà dạ em chào anh dạ chào anh em chào, chào anh ạ anh, à. anh ba anh ba chuyện gì em gái hôm nay anh sao vậy có chuyện gì bực mình hả anh đâu có sao đâu anh bình thường mà em thấy anh nổi nóng với mọi người như vậy vậy mà anh còn nói là bình thường <laughs> hôm nay anh khác quá à em ơi là em họ làm sai thì mình la họ đúng thôi có gì đâu làm quản lý không đơn giản đâu Trước tiên á là mình phải để cho họ nể sợ mình thì họ mới làm tốt công việc được, đúng không? Em chỉ sợ là bị phản tác dụng thôi, dù sao á thì không khí làm việc thoải mái vẫn tốt hơn là căng thẳng chứ. Rồi. Nếu mình để thoải mái á là công ty này nó loạn lên hết, em biết không? Em còn non lắm, làm quản lý không đơn giản như em nghĩ đâu. em nghe nè em tới cà phê gặp anh chút được không rồi rồi em tới liền <laughs> anh chờ em có lâu không lâu xong lâu sao em tới trễ dữ vậy tại vì mấy chị trong công ty á đang bức xúc quá nên kéo em lại bàn tán mới tới trễ dữ vậy nè xin mời chị ạ à. ừ, chị dùng gì ạ à? cho chị ly nước cam đi dạ chứ không phải là em tới trễ vì lo nhiều chuyện của hoài trung đúng không sao anh biết anh chỉ đoán thôi tại vì á uh, anh cũng mới vừa bị anh ba của em giáo uống cho một trận về cách thức làm việc nên chắc chắn á uh, là anh ta sẽ không chừa cho những cô gái nhiều chuyện trong phòng của em đâu trời ơi anh cũng bị anh ba la nữa hả cũng không hẳn như vậy nhưng mà có vẻ ra vẻ quản lý lắm Em không thích như vậy chút nào hết á Lúc đó nhìn anh ba lạ lắm nha Cứ như là một người nào khác vậy Anh hai em á Tuy cũng có những lúc nghiêm nghị Nhưng mà đâu có bao giờ quát tháo La mắng khó chịu như vậy đâu Ủa Anh hai của em chưa về nhà nữa hả Chưa Nhưng mà anh nói á Là tối anh sẽ về Ai cũng mong Anh nhanh nhanh trở về công ty làm việc hết À còn nhỏ nhã Phương nữa chứ Hai ngày rồi em gọi điện hoài cho nó mà không được Chắc là cô bận gì đó thôi Bận cái gì đi chăng nữa Thì cũng phải nghe điện thoại của em chứ Mấy người này Lúc nào cũng bí ẩn hết trơn á Chị thấy không Đúng là trong cái rủi cũng có cái may Coi như là em đã thành công rồi Mai một điều á là tự nhiên ông nhận là con trai ổng. Thành ra ông không gây sức ép cho em nữa Chị thấy không có đơn giản như vậy đâu Chị nè Chị thử suy nghĩ giùm em coi Có cách nào ép ông Khải gả Nhã Phương cho em không Tại vì nếu như mà cô ấy không chấp nhận Mà ông Khải ba của cổ Ép chắc chắn cổ phải lấy em Ông Khải sẽ không bao giờ gả Nhã Phương cho em đâu Giả dạ lại Bây giờ em là con rể của ổng thì cũng sẽ chẳng được gì hết. Nhất là bây giờ, ông đã có Hải Nam rồi. Em nói thật điều này chị đừng có buồn. Em rất ghét Hải Nam. Nhưng vì Hải Nam là người chị yêu, nên em không đụng vào. Thôi, em đi về đây. Chị nhớ ngủ sớm nha. Ông mà nè, từ cái lúc mà biết Hải Nam là con ông Khải, chị xuống sắc lắm đó. Chị nhớ giữ sức khỏe. Và chị nên nhớ, chị luôn là người em quan tâm nhất em về tôi sẽ bắt ông phải cả con gái ông cho tôi. alo à nhớ phương hay em à, em có đang bận công việc gì không ờ à, vậy bây giờ em chạy qua nhà anh liền đi anh không biết sao á mấy con hồ cá anh nuôi á mấy con cá nó bị chết ngập hết trơn rồi anh cũng đâu có biết đâu à, anh đi làm về là thấy nó bị vậy rồi ờ mà em biết không anh quy á anh rút quý mấy con cá này nếu lỡ nó chết hết á thì không hay đâu Nhẹ qua liền nha em yêu mấy con cá của anh ta hơn tôi sao Ủa? anh trung ngã phương cá sao rồi anh anh không biết nữa em coi lại dùm anh ủa oxy đâu rồi ừm um, anh đâu có biết đâu trước giờ nó vẫn vậy mà anh ơi thì ra là cái chua oxy bị lỏng rồi nè hèn chi cá chết ngột hết rồi <laughs> tội nghiệp quá <laughs> anh làm cái gì vậy anh trung ngã phương à anh yêu em lắm anh Trung, anh buông em ra đi Dạ Phương à, anh, anh làm à. cái gì vậy Tại sao em cứ từ chối tình cảm của anh vậy Anh buông em ra đi, anh Trung, anh làm cái gì vậy Dạ Phương, à. Phương à, em có nghe anh nói không Anh Trung Tại sao vậy, anh yêu Trung. em à Nhà Phương Anh Trung, anh buông em ra đi anh Trung Xin là hãy có lòng tự trọng, anh hãy cho em đi đi Anh Trung cần lòng tự trọng Anh Trung cần ai quan tâm anh hết, anh chỉ cần em thôi Em có hiểu không anh điên rồi Thằng em rồi Thằng em Anh Trân, anh thả em ra đi mà Anh Trân, thả em ra Nhà Phương Nhà Phương, em đừng có khóc nữa, anh yêu em thật lòng mà Nhà Phương Anh buông em ra đi, anh nói anh yêu em Mà anh nói xử với em như vậy sao Em đừng có khóc nữa Nhớ Phương Nhớ Phương à Phương Anh buông em ra đi Đừng có đụng vô người của em Được rồi Anh không đụng vô người em Nhưng mà em để anh đưa em về Nha em bình tâm lại chưa thật sự là em sợ lắm em không biết tại sao anh trung lại đối xử với em như vậy mặc dù em biết anh không có ở nhà nhưng mà khi anh chung nói con cá của anh bị bệnh à, em lo lắm cho nên em chạy đến như em sợ cái cảm giác đó à. em biết không Mọi thứ tồn tại trên cõi đời này Nó đều có ý nghĩa riêng của nó hết Có khi đối với người này Em không là gì hết Nhưng đối với người khác Em lại mang một ý nghĩa rất là lớn lao Nếu như hôm nay có chuyện gì xảy ra với em Anh không biết là mình phải làm sao nữa. cảm ơn anh mình không còn nhiều thời gian nữa phải chi Con đừng cứng đầu Như mẹ con Hải Nam Tại sao con không nhận ba Hải Nam À. À. Ba con mới về. Ba. Sao giờ này ba con ngồi ở đây? Ờ. À. Ba muốn ra đây ngồi hóng gió chút, rồi lát ba lên ba nghỉ. À... Ba ơi, ba mệt ra ba. Không sao đâu, ba lên nghỉ nha. tại sao anh lại dành cô ấy với em anh không dành cô ấy với em nhưng cô ấy không chọn em nhưng mà thật sự cô ấy chưa chọn ai hết em mới làm gì cô ấy hả tại vì em yêu cô ấy em yêu cô ấy em còn nói vậy được à đó là hành động người đàn ông có thể làm với người phụ nữ mình yêu sao đúng vậy em yêu giả phương và em phải đi lên vì giả phương nè em im đi em có thể mất tất cả nhưng không thể mất giả phương được anh không nói chuyện với em đợi sáng mai bình tĩnh lại anh sẽ nói cho em biết em vừa gây ra chuyện gì chị ơi cho em hỏi là ở đây mình có bán thuốc này không chị không có em à cái này là thuốc đặc trị em qua bên nhà thuốc bệnh viện ung bú á thì mới có bán nhưng mà theo chỉ định của bác sĩ khám ừ vậy cho em hỏi á là thuốc này trị bệnh gì vậy chị ủa em hỏi chi à, dạ không tại vì cái thuốc này á em mua giùm cho nên em cũng không rõ lắm thuốc này để trị bệnh ung thư em à ung thư ừ à, em cảm ơn chị ba bị bệnh như vậy sao ba không nói cho ai biết có phải vì vậy nên ba mới muốn nhận lại anh hải nam không anh hải nam em mời anh ngồi xin lỗi quý khách dùng gì ạ ờ không cần đâu tôi ngồi chút xíu tôi đi liền à. Dạ. Em gọi cho anh có gì gì không? Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu như là về chuyện ba của em, thì anh không có gì để nói hết. Anh cũng không muốn nghe bất cứ vấn đề gì về ông ta. Em biết là em không nên đến tìm gặp anh, nhưng mà vì ba. Ba em kêu em tới đây gặp anh đúng không? Dạ không. Chỉ là em tự tìm tới gặp anh. Anh hiểu em muốn nói gì với anh mà nhưng mà anh đang mật chào em anh hải nam anh có thể đừng giận ba được không dù sao ba cũng là ba của chúng mình mà từ nhỏ đến lớn anh không có ba từ nay về sau anh không muốn em tìm đến gặp anh để nói những chuyện này nữa anh nam anh đi nha con đi đâu từ sáng tới giờ ba cái gì vậy ở đây công ty ba... mà sao khóc ở đây coi chuyện gì về nhà nói nghe chưa ba có công chuyện phải đi gấp ba đi nghe ba ba ơi ba sao vậy ba mẹ mẹ ba bị gì nè mẹ kệ ông anh đừng tới tìm tôi nữa cho nói chuyện với em một câu đi nha phương nha phương anh ăn nỉ em đó nói chuyện với anh một câu thôi nữa cũng được rồi không bao giờ anh gặp em nữa nha phương anh đi về đi anh xin em đó cho anh nói chuyện với em một câu thôi đi em mở cửa cho anh đi em nha phương anh xin lỗi em vì những chuyện đã xảy ra nhưng mà thật sự anh không thể nào kiềm chế được tại vì tại vì anh quá yêu em thậm chí trong giấc mơ của anh anh chưa bao giờ anh nghĩ là anh sẽ làm như vậy với em anh xin lỗi em em hãy tha lỗi cho anh đi à, anh muốn tôi ra đi anh xin lỗi nhưng mà những gì anh nói là thật lòng đó em em tin anh đi anh trung à anh đã thay đổi quá nhiều anh đã không còn là anh trung của trước đây nữa nếu như anh là thằng trung của trước đây thì liệu em có thay đổi cách nhìn về anh không hay lúc nào trong mắt em anh cũng là một thằng bất tài vô dụng em chưa bao giờ coi thường anh cả có em có em coi thường anh em cũng như những người khác lúc nào cũng coi thường anh tại sao vậy các người trong mắt các người lúc nào tôi cũng là một thằng bất tài vô dụng và anh là một thằng con quen một thằng may mắn bước chân vô nhà giàu tại sao các người không coi trọng tài năng của tôi anh xin lỗi với những gì anh đã lớn tiếng với em nhưng mà anh không thể nào chịu nổi khi mà em cứ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại đó trong khi em nhìn anh huy bằng ánh mắt hoàn toàn khác anh ghen thật sự là anh ghen tại vì anh yêu em lúc nào em cũng từ chối tình cảm của anh hết vậy em không yêu anh vậy là em yêu anh huy đúng không nên em mới từ chối tình cảm của anh em không yêu anh nhưng chưa bao giờ em so sánh anh với anh huy cả anh trung mà nhưng mà anh có gì thua kém anh huy anh trung anh đi về đi anh đi về đi từ bây giờ anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa À, em đi ăn sáng ra được không ừ, nhưng mà em phải đi làm nữa không trễ giờ á một chút xíu thôi ăn sáng quán muốn bò gần đây nè dạ cảm ơn cô thôi em ăn đi ngồi hết rồi kìa ừ ngã phương anh trung anh về khi nào anh vậy? mới về về sáng nay anh muốn uh, qua nhà em ngay nhưng mà sợ em đang bận việc anh đến gặp em tại công ty mình đi nghe ừ. anh tặng em nè ừ. anh tặng em hoa hồng hả hoa hồng á là chỉ để dành tặng cho bạn gái thôi ờ à, anh không có bạn gái với lại anh cũng chưa từng có bạn gái Trước giờ người ta tặng hoa hồng cho bạn gái không à Vậy mà anh không biết Anh thiệt tình luôn á Giáo Phương Giáo Phương Em đừng có khóc nữa Anh yêu em thật lòng mà Giáo Phương Anh buông em ra đi Anh nói anh yêu em Mà anh nói sự với em như vậy sao Em đừng có khóc nữa.